Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trong vườn của mình có 3 cây măng cầu do thái đỏ rất là đẹp mà giá rất là đặc biệt, dưới 200 một cây. Thì tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ mình muốn chia sẻ cái cây này trước như thế nào, rồi tí nữa đó thì mình vào cái cây mà mình muốn bán cho các bạn đó. Thì bây giờ đây là cái cây mà mình muốn cho các bạn xem. Cây này đã có chủ rồi nhưng mà tại vì chưa có đưa về cho chủ cho nên mình đang chăm sóc rồi mình quay. Đây là cái đốt mà mình cắt vào hồi tháng 4 nè các bạn. Đó, khi mình cắt thì nó sẽ nhảy ra thêm 4 nhánh thì nó làm cho cái cây của mình, cái tàn nó xòe đẹp hơn á. Thì tí nữa đó mình cho các bạn xem cái cây mà mình muốn bán cho các bạn. Thì mới đầu là nó như vậy, sau đó đó khoảng tháng 4 năm tới đó là mình cắt là cái cây của mình nó sẽ có một cái tàn đẹp giống như vậy nè. Khi mà mình mua cây măng cầu dây thái đỏ đó các bạn, mình không có nhất thiết là mình phải mua thật là nhiều cành, nhiều nhánh. Mình chỉ nhìn cái cây á, mà cái cây nó có những cái thân chính á, nó khỏe mạnh, cái lá nó xanh tươi tốt á, thì tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Tại vì có rất là nhiều bạn thích những cây măng cầu dây thái đỏ của mình, thì mình muốn chọn mấy cây để mình về mình chia sẻ lại cho các bạn thôi, chứ mình không có muốn mà giống như mình lấy nhiều về rồi những cái cây không khỏe, mình không có muốn để lại cho các bạn những cái cây như vậy. Có nhiều bạn đó họ biết chọn cây rồi thì mình không có nói, nhưng mà mình muốn chia sẻ lại cho những ai mà đi mua cây lần đầu tiên đó, mình không có rành đó, thì mình biết cái cách mà mình nhìn cây. Mình cũng mua rất là nhiều cây rồi cho nên mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Khi mà đi mua cây ở đâu cũng vậy, mình nhìn cái cây cho nó được khỏe mạnh thì khi mình về mình chăm sóc đó, cái cây của mình nó mới mau lớn nha. Do thái đỏ lúc này đó, cái màu của nó là đỏ đỏ mà hơi tím tím đó, thì khoảng chừng tháng 2 đó vào dịp Tết thì cái trái của mình đó, nó sẽ đỏ rực giống như vậy nè các bạn. Đây là cái trái của cái cây này vào năm trước đó, mình chụp hình mình để lại mình chia sẻ cho các bạn xem cho biết. Cây dơ thái đỏ này của mình đó, nếu mà mình sang được cái chậu mà 50 gallon đó hoặc là 100 gallon thì cái cây này đó, nó sẽ phát triển nó to hơn rất là nhiều. Tại vì nó đang nằm trong cái chậu 15 gallon cho nên mình rất là chăm sóc nó tốt, mình cho nó phân bón thường xuyên thì cho nó có chất dinh dưỡng, nó nuôi cái cây đang có trái của mình nè. Trồng cây ấy, mà có trái ấy, mà cứ được ra ngắm ấy, vui lắm các bạn. Nhìn thích lắm, nhìn thấy mê gì đâu á. Khi mà bắt đầu cái cây mà nó có trái như vậy đó, các bạn á, tưới phân mỗi tuần cho nó. Mình tưới phân organic đó mà mình đừng có pha nhiều quá. Cái gì cũng vậy, mình tưới nhiều quá nó cũng không có tốt đâu. Trong lúc này á, cây đang cần rất là nhiều chất dinh dưỡng. Tại vì á, nuôi rất là nhiều trái, nếu mà mình không có tẩm bổ thì cái cây của mình rất là bị mất sức nha. Cây của mình vẫn còn đẹp là tại vì mình tẩm bổ cho nó mỗi tuần đó các bạn. Mình có thể tưới phân cá, phân đậu nành, mấy cái phân đó nó không có bị nóng cây đâu các bạn. Mình pha mình tưới cho cây của mình thì cây của mình á, thứ nhất là trái nó ngon, thứ hai là cây nó rất là khỏe mạnh, nó không có bị kiệt sức, nhìn nó vẫn còn phong độ đó. Mình thì mình thích tưới bằng phân đậu nành. Từ lúc mà mình làm phân đậu nành mà nguyên chất đó các bạn, mình tưới cho cái cây của mình thì cái trái nó rất là mau lớn nha các bạn. Thì mình cho các bạn xem tại sao mình quay cái cây này cho các bạn xem. Tại vì tí nữa cái cây mình bán nó liên quan tới cái cây này đó. Sẵn đây thì mình quay cái cây này cho chủ nhân xem luôn. Tại vì gia đình của họ đang có công chuyện đi về Việt Nam cho nên chưa có pick up cái cây này, cho nên mình quay cho họ xem luôn. Cây bữa nay cũng cao đẹp lắm rồi. Có một số bạn coi những cái cây măng cầu do thái đỏ của mình rất là thích. Thì hôm nay đó mình có mấy cây mình muốn cho các bạn xem. Đây là cái cây măng cầu do thái đỏ. Các bạn nhìn vào nó rất là khỏe mạnh. Nhìn cái thân của nó đó, cái gốc của nó rất là đẹp. Những cây mình chọn thì cái gốc ghép không có cao nha, thấp thôi. Và thứ nhất là phải có cái thân chính. Cái thân chính đi lên nè, rất là khỏe đẹp. Nhìn khi mà lựa cây đó các bạn lựa những cái cây mà nó phải có những cái thân chính.
hoặc là nếu không có thân chính thì bốn cái nhánh của nó cũng phải khỏe nha các bạn. 3-4 nhánh gì đó cũng được nhưng mà phải khỏe mạnh. Có một số bạn đã hỏi mình còn cây măng cầu do thái đỏ không? Rất là nhiều, cho nên á mình có được 3 cây thì mình muốn chia sẻ lại cho bạn nếu mà bạn nào mà thích. Các bạn nhìn thấy cái cây măng cầu này, cái xếp giống như là cái cây măng cầu do thái đỏ vừa rồi của mình đó. Xếp rất là đẹp, cái cây của mình năm trước cái xếp nó cũng giống như vậy nè. Thì tới tháng 4 đó mình cắt nhánh đi thì bắt đầu cái cây của mình sẽ nhảy nhánh ra rất là nhiều. Cây này nó cao 6 feet đó các bạn, cao lắm, cao hơn đầu mình rất là nhiều luôn á. Nãy mình quay mặt trước, bây giờ mình quay lại cái mặt sau của nó. Cái cây này dáng rất là đẹp nha các bạn. Mua cây này không có sợ, yên tâm là cái cây nó còi, nó không có lớn nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Cây khỏe mạnh là nhìn cây giống như vậy nè các bạn. Mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn khi đi lựa cây á, thì mình lựa được những cây khỏe mạnh thì mình trồng nó có tương lai nhiều hơn. Cây này mình để lại cho bạn là 200 nha. Nếu bạn nào mà ở Garden Grove đó hoặc là Santana gì đó thì mình sẽ giao đến tận nhà luôn nha. Tại vì nhà mình nó ở xa cho nên không tiện cho các bạn đến lấy cây đâu. Ai mà mua cây đầu tiên của mình đó thì mình tặng cho cây đu đủ này là giống Hawaii 100% luôn. Đu đủ loại này rất là ngon nha. Mua cây đầu tiên được tặng cây này rất là cao, nằm trong chậu 5 gallon. Đây là cây măng cầu do thái đỏ, cây thứ hai của mình. Mình quay cái lá cho các bạn xem nè, các bạn thấy không? Cái lá nó xanh, nó tốt mà nó dài đó. Là cái cây nó rất là khỏe nha. Mình chỉ chọn được mấy cây đẹp để mình chia sẻ lại cho bạn nào thích thôi nha. Không phải lúc nào mà mình cũng kiếm được cây đẹp như vậy đâu nha. Cây này giá 190 đồng một cây luôn nha. Cây này nhìn cũng rất là đẹp luôn á. Mấy cây mình chọn á là mấy cây á rất là khỏe mạnh luôn. Thích á là đi xem cây, xong rồi khi nào mà gặp cái cây nào á mà rất là tốt và đẹp á thì mình sẽ mang về mình chia sẻ cho bạn nào, nếu mà bạn nào muốn, chứ mình không có vườn để bán cây nha các bạn. Cây mình đang quay á là cây số 2 nha các bạn. Nếu bạn nào mà thích cây nào thì nói cho mình biết thì mình sẽ giữ lại cho nha. Mua cây của mình các bạn sẽ được tặng thêm một cây đu đủ Hawaii nha. Thường những cái cây của mình chăm sóc vào mùa đông nó vẫn tốt lắm. Lá nó vẫn xanh tươi tốt cho tới tháng 3, tháng 4 là bắt đầu cái lá nó mới vàng lá thôi. Mà mình chăm sóc là cây của mình nó vẫn lớn nha. Bây giờ các bạn mà mang về đó là chăm sóc mà theo cái cách hướng dẫn của mình đó, các bạn vẫn tưới phân cho nó vào mùa đông luôn để cho nó khỏe mạnh, nó không có bị mất sức, cái cây nó vẫn xanh, lá nó vẫn xanh, là cái cây nó vẫn phát triển, nó to ra cho mình nha. Cây măng cầu đó các bạn trồng nó cho tới cuối tháng 4 đó là các bạn với cắt nhánh, thì đến hồi mình sẽ chia sẻ cái cắt nhánh như thế nào đó, thì để cho cái nhánh nó mọc ra đẹp đó thì cái cây nó sẽ có một cái xếp đẹp giống như là cái cây đầu tiên mà mình cho các bạn xem đó. Các bạn nhìn thấy những cái cây mình chọn nó rất là đẹp phải không nè, có những cái thân nó rất là khỏe mạnh, lá của nó rất là xanh. Mua cây như vậy với là cây nó mới khỏe mạnh nè các bạn. Cây này là cây mới ghép 1 năm nhưng mà mình không để trái để cho cây nó phát triển mạnh á. Để năm sau bắt đầu mình để trái thì cái cây nó sẽ lớn giống như cây đầu tiên mà mình quay cho các bạn xem. Bạn nào mà mua cây măng cầu số 2 ấy, thì sẽ được tặng cây đu đủ này nha. Cây đu đủ này là đu đủ Hawaii rất là ngon. Mình về trồng vào chậu lớn nó sẽ rất là mau lớn cho các bạn. Cây măng cầu do thái đỏ cây thứ 3 của mình thì cây này đó, cái gốc của nó đó cũng rất là đẹp, nhưng mà đó giống như là cái khúc mà ghép đó, thì nó hơi cong qua một chút thôi, nhưng mà cái gốc cũng rất là to, rất là đẹp, cho nên mình vẫn chọn nó. Tại vì cái nhánh ghép đó, cái thân chính đi lên đó, nó rất là to và khỏe rồi, cho nên mình cũng rất là ưng cái cây này luôn.
mình mang về, thì nếu mà bạn nào cần thì mình chia sẻ lại cho bạn. Thì bạn nào mà xem YouTube của mình đó, nếu mà thích những cây măng cầu do thái đỏ này đó thì cho mình biết, thì mình quay từng cây một đó, thì nói cho mình biết cây số 1, cây số 2 và cây số 3 thì mình sẽ biết nha. Cây này mình để 170 đồng nha các bạn. Những ai mà mua cây của mình á, được tặng cây đu đủ Hawaii rất là ngon nha. Những cây măng cầu này đó, năm sau nó bắt đầu á, nó cho mình trái rồi nha. Mình nuôi từ bây giờ cho tới á, tháng 4 năm sau bắt đầu mình cắt nhánh á, vạch lá hết á, thì bắt đầu cây nó sẽ ra nhiều nhánh mới. Cây sẽ to hơn rất là nhiều. Khi mua về thì các bạn nhớ đổ chậu lớn hơn vào tháng 3. Các bạn nào mà mua cây măng cầu cây số 3 đó thì được tặng cây này nha. Cây đu đủ Hawaii rất là ngon. Cây này á, bạn về sang vào chậu lớn đó, 15 gallon đó là nó mau phát triển lớn lắm, đu đủ nó nhanh lắm các bạn. Cây này là cây na Việt Nam của Anna gửi cho mình bán giá 100. Cây này là cây na trồng từ hột nhưng mà không phải là mình trồng từ hột nha. Của chỗ mà vườn cây họ trồng đó, họ ươm đó, họ bán cho mình chứ mình không có ươm nha. Cây này đó các bạn về đó bỏ qua cái chậu lớn đó là phát triển lắm, tại vì á, để trong cái chậu này á, nó rễ đầy lắm rồi, mình nhìn thấy rễ nhiều lắm cho nên nó không còn đắt nữa, nó không có phát triển mạnh nữa đó. Mình muốn cho các bạn xem đây là cây măng cầu Lisa của mình. Thì cây này á, là mình tự làm nha, mình tự ghép đó. Cây bữa nay rất là lớn, mình không có để trái. Mình để cho cái cây nó lớn đó, năm sau bắt đầu mình có trái đó, thì cái cây của mình á, nó sẽ khỏe mạnh hơn, đẹp hơn rất là nhiều luôn. Năm đầu tiên mình để trái đó là cái cây mình nó bị yếu lắm. Tại vì mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đã thử rồi, cho nên bây giờ những cây năm đầu tiên mình không có muốn để trái. Cây này á, mình mới ghép từ tháng 3 thôi mà các bạn thấy không? Nó không có để trái, nó không nuôi trái, cho nên cái cành của nó nó sẽ to, cứng cáp hơn rất là nhiều. Cây này á, là mình trồng á, là từ nhỏ đến bây giờ đó, từ lúc mà má mình cho mình á, là có một gang tay thôi. Thì bắt đầu á, mình trồng 2 năm sau á, là cái gốc nó đã lớn rồi, là mình cắt đi, mình ghép. Thì cái cây này á, của mình á, là tới tháng 12 này mới được 3 năm tuổi thôi mà các bạn thấy á, cây của mình rất là khỏe mạnh luôn. Tại vì mình chăm sóc á, từ lúc nhỏ đến giờ rồi, bộ rễ nó mạnh lắm cho nên mình biết á. Mình chủ yếu cho các bạn xem á, thì cho các bạn thấy á, lý do tại sao mình không có để trái. Các bạn thấy á, cái cây mà tự nhiên nó có trái á, là cái cành nó nhỏ xíu à, đôi lúc á, nó nuôi cái trái đó, cái cây của mình nó chậm phát triển, có khi á, yếu lắm, năm sau á, là không có vực nổi luôn á. Đây là cái cây hoa nhất trí mai của mình. Thì cây này mình mua ở Landy Pot đó các bạn. Nếu bạn thích cây này đó thì các bạn có thể đến đấy kiếm, ở đó bán rất là nhiều, hoặc là Armstrong á. Thì cây này mình mua giá là 65 đồng, ở Armstrong cũng bán 65 đồng luôn, Landy Pot cũng bán giống vậy luôn đó các bạn, thuế vào nữa nha là 70 đồng đó, mình mua 70 đồng. Bây giờ mình không có bán nữa các bạn. Tự nhiên á, sau khi mà bán hết cây và một số đồ đạc trong nhà đi đó, thì mình dự định á, là mình sẽ đi qua bên tiệm bán khác, mình mua nhà, mình ở một mua nhà có đất rộng đó. Nhưng vì nhà bây giờ đó giá vẫn còn cao, nó chỉ giảm bớt một chút xíu thôi, nhưng mà tiền lời tăng lên rất là nhiều, cho nên á, mình đang tạm thời mình suy nghĩ lại coi xem sao. Mình có hỏi thăm bạn bè rồi bà con á, thì họ nói mùa đông bên những tiểu bang Oregon hoặc là Washington á, rất là lạnh, cho nên không có, mình đang suy nghĩ á, mấy cái cây của mình nó không biết mang qua đó rồi có trái hay không, cho nên á, mình đang suy nghĩ lại đó các bạn. Mình tính tiếp. Nhà mình á, phía sau á, có được cái đám này á, là đất đó các bạn, còn hoàn toàn là xi măng phía sau hết, rồi hồ bơi, không có còn một tí đất nào cho mình đào lỗ mình trồng cây xuống. Mà ở cái nhà này á, thì mình không có trồng cây được, đào lỗ ở đâu cũng có rễ đó. Cái những cái cây mà phía ngoài hàng rào đó nó trồng nó xong rồi cái nó lan vào trong nhà mình, nó rễ nhiều lắm, cho nên mình cũng không có trồng cây xuống đất được nếu mà có chỗ.
mình có rất là nhiều những cái cây aloe vera đó, thì nó có những cái cây con đó các bạn. Nếu mà bạn nào mua cây đó mà muốn đó, thì nói mình rồi mình cho cái cây con. Cái loại mà giống aloe vera này rất là quý hiếm nha các bạn. Ăn nó rất là ngon, nó không có bị hăng mà cái cành của nó rất là to luôn á. Tại vì mình cũng có biết mấy loại aloe vera đó, nó khó ăn lắm, ăn không có được. Nhưng mà cái loại nhà mình nó là cái loại rất là tốt, cho nên mình sẽ cho các bạn mang về để trồng giữ giống đó. Đây là cái cây hồi lúc mình mua đó, nó chỉ ngắn được một khúc cỡ chừng 2 đốt tay thôi đó. Nó nhỏ xíu mà mình mua online người ta gửi về cho mình đó, mà bây giờ mình nuôi nó lớn được như vậy rồi đó, mất có 1 năm à. Phía sau nhà mình á, các bạn thấy nè, đâu có chỗ trồng cây đâu, cho nên á, mình rất là tiếc luôn á. Cây táo sugarcane jujube, bạn nào thích á, mình để lại cho luôn nha, 130 đồng thôi. Đang được để trong chậu 15 gallon, mình nuôi 1 năm đầu rồi nè, chưa có trái, nhưng mà qua năm sau đó thì cây sẽ cho mình trái. Còn đây là cây lan jujube nè, nếu bạn nào thích á, mình cũng để lại cho luôn, mình mua sao mình để lại cho các bạn luôn á. Đây là cái cây cherries, cái loại này rất là cứng, ngọt, giòn, mình rất là thích. Cherries của Mỹ nha các bạn. Hồi lúc mình trồng từ Belarus á, mà bữa nay cây ra lá rồi mình mừng lắm. Khoe với cả nhà mình có cây nho thân gỗ đẹp quá các bạn ơi. Cây nho của mình nhìn thích quá à. Chẳng biết có mua hay không, bây giờ mình có một cây mình ngắm á, là mình khoái rồi, mình vui trong lòng rồi. Bây giờ mình mới hiểu được á, mấy người mà mê một cái gì đó đó các bạn, thì mình á, lúc nào mình cũng nghĩ đến, nghĩ cho có được thì thôi đó. Mình thì mình mê cây, thì mình thích cây nào là mình muốn mình có được cây đó. Còn giống như bạn nào mê bóp, mê xe thì mình cũng thích có được bóp đó hoặc là có được cái xe đó đó. Thì mình cũng vậy nè, mình mê cây cho nên mình thích cây. Mình thích cây nào thì mình muốn có được cây đó thì mình không có suy nghĩ đến nó nữa. Mình enjoy. Đây là cái cây thứ hai của mình. Cây thứ hai của mình rất là đẹp luôn. Hai cây chập vào với nhau. Nhìn mấy cái cây này mình mê lắm. Cho dù chưa có trái nhưng mà mình rất là enjoy. Mỗi ngày mình ra mình nhìn cái thân nó đó, mình rất là thích. Nhìn giống như là những cái cây mà cảnh nó các bạn. Mình trồng cái cây này đó thì càng trồng nó thì cái cây mình càng lớn, cây nó càng giá trị đó các bạn. Cây này mà lớn đó, mà có trái đó là không dưới 1.000 đâu các bạn. Có lần mình quay cho các bạn xem á, cái cây ở Plantiport á, 1.600 luôn đó, không rẻ đâu. Thì mình trồng á, tới cái lúc ngày nào đó mà nó có trái là mình ăn mừng lớn luôn đó các bạn. Cây này chắc cũng lớn rồi, cũng sắp có trái rồi. Thì mình chờ thôi nha, mình cứ chăm sóc nó, khi nào nó có trái thì mình hưởng. Mình rất là thích loại nho thân gỗ đó các bạn, mê lắm, nhìn cái thân nó mình thích lắm. Bạn nào mà muốn thì mình mua cây nhỏ thì nó rẻ tiền. Bạn anh nào có bán cây nhỏ đó khoảng 150 đồng thôi, mình nuôi thì nó lớn lên thì cũng được, chứ không cần phải mua cây to quá nhiều tiền lắm nha. Đây là cây lá xăm xăm của mình nè. Chậu này ai mà thích mình để lại cho 100 đồng, trong chậu rất là nhiều gốc luôn á. Mình mua về là mình chỉ cần bón phân vào là mình hái lá ăn thôi. Cây xăm xăm rất là dễ trồng, mình không cần phải trồng ra ngoài đất. Hôm nay mình có được 800 subscriber thì mình ăn mừng nè các bạn. Mình đi nhà hàng Oriental. Nhà hàng này rất là ngon nha các bạn, dễ ăn lắm. Ăn nhà hàng này họ nấu rất là thơm và ngon luôn. Đây là cái phần mình order nè, mình order cái này là taco có beef và shrimp tôm á, thì một phần như vậy là 22 đồng thôi. Cái phần này cũng vậy nè các bạn, trong á nó có steak nướng lên rồi có đậu rồi có hành, rất là ngon. Thì mỗi cái phần nó là giá 23 đồng, 18 đồng, 24 đồng, tùy theo cái phần mình chọn nha. Mình xin tạm dừng video ở đây nha. Mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe,
mình rất là vui, mình sắp có được 1.000 subscriber rồi, 1.000 lượt đăng ký lần đầu tiên rất là quan trọng. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Bye!